chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Luật nảng bố tướng, luật nước lót nổi. Vụ cách chức ông hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng đang đặt ra cho dư luận nhiều dấu hỏi về những lý do thật sự ẩn giấu đằng sau quyết định kỷ luật đảng rồi tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với tiến sĩ Lê Vinh Danh. Dư luận cho rằng luật đảng đang khống chế các định pháp, pháp luật khác. Họ dùng lý do rất mơ hồ để tước quyền hiệu trưởng của một trường đại học đang có những hoạt động phát triển rất tích cực trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. Đây là hình ảnh Đại học Tôn Đức Thắng được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là đại học số 1 của Việt Nam và nằm trong top 1.000 trường đại học có chất lượng tốt nhất trên thế giới. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2020, cùng với quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng. Có lẽ ít người biết rằng hầu hết 99% hiệu trưởng của các trường đại học đều là đảng viên kiêm bí thư đảng ủy, mặc dù không có quy định pháp luật nào thể hiện điều này. Chính vì thế, và một khi bị cách chức bí thư đảng ủy thì cũng được xem như mất chức hiệu trưởng. Tiến sĩ Lê Vinh Danh được xem là người có công rất lớn đem đến cho trường đại học Tôn Đức Thắng những thành tựu đáng tự hào. Có thời điểm lọt vào top 2 của đại học tốt nhất Việt Nam và top 250 của đại học phát triển bền vững nhất thế giới. Vào năm 2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã từng đến thăm và tọa đàm với giảng viên, sinh viên của trường. Đại học Tôn Đức Thắng hiện có gần 24.000 sinh viên theo học với 1.400 giảng viên và sinh viên phục vụ. Khởi đầu là một trường đại học dân lập từ năm 1997, chuyển sang đại học bán công từ năm 2003 và trở thành đại học công lập từ năm 2008. Đại học Tôn Đức Thắng hiện được xếp vị trí số 1 Việt Nam và thuộc top 800 đại học tốt nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Đại học Thế giới AEVU. Mạng xã hội tuần qua đã hết sức bức xúc phản đối cách hành xử ngang ngược của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là hình ảnh ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong buổi họp báo vào ngày 22 tháng 9 nói ông Lê Vinh Danh không chấp nhận các chỉ đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu của cấp ủy, v.v. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn phá nát trường Đại học Tôn Đức Thắng hay sao? Nhà báo Bạch Hoàn đã đưa ra nhận định trên Facebook cá nhân với hơn 200.000 người theo dõi như vậy. Ý đồ xấu xa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đòn tấn công vào tiến sĩ Lê Vinh Danh cũng được nhà báo Bạch Hoàn tiết lộ. Đây là trường đại học hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất trong hệ thống giáo dục công có thể bắt nhịp theo xu hướng giáo dục quốc tế. Tổng Liên đoàn Lao động từng đòi hỏi chia chác tiền bạc, không ăn được nên muốn đạp đổ hay sao? Họ biết cái gì về giáo dục và đã làm được cái gì cho trường mà thò bàn tay lông lá của mình vào, khua khoắng, đảo lộn một trường đại học tốt như Tôn Đức Thắng như vậy. Hãy buông tha cho một ngôi trường dù thuộc hệ thống công lập nhưng chưa bao giờ xài một xu tiền ngân sách. Đừng giành giật kiếm ăn để rồi tan nát một hy vọng cho tương lai. Và khi trường đại học phát triển, mọi thứ khác sẽ phát triển theo. Mục sư người Mỹ Martin Luther King đã nói điều đó và trong vẹp Reuters của trường đại học Tôn Đức Thắng trích dẫn lại. Khi đọc điều này, tôi nhìn thấy ước mơ và khát vọng thay đổi từ giáo dục của những người làm giáo dục ở trường Tôn Đức Thắng. Đây là ngôi trường được xếp hạng tốt nhất Việt Nam, đứng trong top 800 trường đại học tốt nhất thế giới. Chiến lược phát triển của trường Tôn Đức Thắng có thể coi là hướng đi, là hy vọng về tương lai giáo dục đại học tại Việt Nam. Thế nhưng, nó có nguy cơ bị bóp chết bởi quyền lực chủ quản và truyền thông bẩn. Đây là hình ảnh một đại hội công đoàn hàng năm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Giới quan sát cho rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bấy lâu nay không giúp gì được cho công nhân và người lao động Việt Nam trong những bất công và nỗi khốn khó của họ, ngoại trừ việc nắm giữ toàn bộ quỹ công tích lũy đến 29.000 tỷ đem gửi ngân hàng lấy lãi. Mới đây đang bị báo chí chất vấn rằng tại sao không sử dụng gì giúp ích cho giới công nhân. Nói vắn tắt lại là trường Tôn Đức Thắng ban đầu là trường dân lập, sau chuyển sang bán công rồi lại đưa về công lập, giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đứng tên cơ quan chủ quản. Dù là cơ quan chủ quản, nhưng Tổng Liên đoàn không có đóng góp nào cho sự phát triển của trường Tôn Đức Thắng, bởi trường hoạt động tự chủ hoàn toàn, không dùng chỉ một xu tiền ngân sách, tự quản trị, vận hành, tự đầu tư phát triển, tự chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên. Chủ quản hờ, nhưng lợi ích lại muốn thật. Tổng Liên đoàn nhiều lần đòi hỏi trường Tôn Đức Thắng phải nộp về Tổng Liên đoàn 30% thặng dư tài chính. Hiểu nôm na là trường tự thu, tự chi, tự tuyển sinh, giảng dạy,
mua sắm, đầu tư, nộp thuế, còn dư 10 đồng thì phải dâng lên Tổng Liên đoàn 3 đồng. Thầy hiệu trưởng trường, ông Lê Vinh Danh là một kẻ sĩ. Ông không quỳ gối và thực hiện những việc mất tự trọng, vô liêm sỉ như thỏa thuận để yên thân, giữ ghế, hòng duy trì quyền và tiền. Mà trái lại, ông chống lại đòi hỏi thu tô của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Lập tức, hàng loạt cuộc thanh tra, kiểm tra ập đến, thọc vào hoạt động của trường, làm rối tung một môi trường giáo dục đang trên đà bơi khỏi ao làng và bước ra thế giới. Hậu quả là dù trường không tiêu xài ngân sách lại được Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính, đầu tư, quản trị, nhưng trường và thầy hiệu trưởng vẫn bị xử lý về mặt đảng với những lý do mơ hồ ép vào những quy định của trường đại học tiêu xài cả núi ngân sách. Kỷ luật, cách chức về mặt đảng, đình chỉ chức vụ về mặt chính quyền, tức là đình chỉ chức hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh, người dẫn đường và là linh hồn của sự thành công của trường Tôn Đức Thắng, được thực hiện gấp rút đến mức bất chấp cả quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Lê Vinh Danh, sinh năm 1963, từng học đại học tại Bangkok, Thái Lan và tu nghiệp sau tiến sĩ trong chương trình học giả Hopright tại Hoa Kỳ. Không có thẩm quyền đình chỉ hiệu trưởng, nhưng Tổng Liên đoàn vẫn ra tay đình chỉ 90 ngày, khiến trường rơi vào cảnh khốn đốn, hình ảnh đẹp đẽ của trường bị bôi bẩn. Ý thức mở mang đầu óc là khởi nguồn của khoa học. Tuy nhiên, khoa học cần tinh thần lẫn thói quen, tự do và suy nghĩ và phản biện để hình thành, vì không có hai điều này sẽ không có sự thật. Sự thật không những là mục tiêu mà còn là cảm hứng của khoa học. Không có thói quen tự do trong suy nghĩ và phản biện, không tồn tại sự hoài nghi và khai sáng, mà không có sự khai sáng, không thể có môi trường đại học. Biểu tượng tự do đó thể hiện ước mơ và bản chất vốn có của môi trường đại học phải xây dựng. Đó là phát biểu của tiến sĩ Lê Vinh Danh về giá trị của sự thật trong khoa học. Và tư duy của ông Danh nền giáo dục này được mấy người, câu hỏi cũng được đặt ra. Đúng là xã hội này giỏi không tham nhũng, lãng phí, tư lợi thì cũng là một cái tội. Nhưng tội lớn hơn chính là dám cả gan làm người, dám có ý tưởng, có ước mơ và khát vọng. Nhà báo Bạch Hoàn đã nêu lên nhận định như vậy. Và lý giải về quyết định kỷ luật về mặt đảng với ông Lê Vinh Danh, nhà báo Bạch Hoàn cho biết thêm. Ai là người kỷ luật ông Lê Vinh Danh, người có công lớn nhất trong việc xây dựng được một trường giáo dục đứng thứ 701 trong top 800 trường đại học tốt nhất trên thế giới, là trường đại học Tôn Đức Thắng. Đó là lãnh đạo của trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sài Gòn. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Vinh Danh tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm trường và tọa đàm với giảng viên, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng vào tháng 11 năm 2017. Lãnh đạo các trường này ngồi trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban này là cơ quan ra quyết định kỷ luật cách hết chức trong Đảng đối với ông Lê Vinh Danh, dẫn đến nguy cơ ông Danh có thể bị đá văng ra khỏi trường Tôn Đức Thắng, nơi ông đang làm rất tốt công việc của một vị trí trí thức với mục tiêu phát triển giáo dục, chứ không phải là cán bộ giảng dạy trong cái nền giáo dục mục ruỗng này. Và nghịch lý là các trường đại học vẫn đang bú mút bổ sữa ngân sách, đang ăn bám quốc dân nhưng vẫn eo uột bệ rạc, lại tham gia vào tổ chức đảng kỷ luật người đứng đầu một trường đại học đã tự chủ hoàn toàn, không cần dùng đến một xu tiền thuế mà vẫn phát triển tốt, được công nhận ở tầm quốc tế. Đây đúng nghĩa là những kẻ ăn bám kỷ luật người góp cơm, những kẻ khom lưng kỷ luật người đứng thẳng, những kẻ yếu kém kỷ luật người giỏi giang, và những kẻ thất bại kỷ luật người thành công. Đâu là xấu xa và hổ bại? Đâu là công lý và chính nghĩa? Câu hỏi này dành cho những ai còn đang khao khát về một nền giáo dục mang lại thành tựu để kiến tạo quốc gia phụng sự nhân loại. Và tất nhiên không dành cho bầy nô lệ và những thợ dạy ở các xứ này. Nhà báo Bạch Hoàn đã đưa ra kết luận như vậy. Hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh, ngày 27 tháng 8 vừa gửi đơn khiếu nại về quyết định đình chỉ công tác mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra với bản thân ông. Đây là hình ảnh các giảng viên và sinh viên trong một buổi lễ công nhận học vị tiến sĩ tại trường đại học Tôn Đức Thắng. Ông Lê Vinh Danh khẳng định quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông là một quyết định thiếu cơ sở pháp lý, không đúng với thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông, cũng như tác động tiêu cực đến tinh thần của các giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học sinh và hoạt động chung của trường đại học Tôn Đức Thắng. Trước đó, vào hôm 25 tháng 8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng để xem xét xử lý trách nhiệm vì những vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy này,
thì Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về việc đã không bàn bạc, trao đổi và không có nghị quyết lãnh đạo đối với một số chủ trương lớn liên quan đến hoạt động của trường. Và để xảy ra vi phạm về công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và một số sai phạm khác. Ngoài ra, Đảng ủy trường còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát để đảng trường vi phạm nguyên tắc về tập trung dân chủ trong việc không chấp hành các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Đảng ủy trường đã phủ nhận sự đóng góp, hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình thành lập và phát triển của trường. Do đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kết luận những vi phạm có trách nhiệm của ông Lê Vinh Danh với vai trò là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của nhà trường. Và với những quy chụp đó thì một ngôi trường rất chất lượng của Việt Nam dần dần chìm trong bóng tối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2020 với bản tin Luật Đảng là bố tướng, luật nước lót nổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.